vì sao nên ăn tối lúc 7 giờ? Kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontier in Nutrition hồi tháng 3 cho thấy có mối liên quan giữa thói quen ăn tối sớm với tuổi thọ. Nghiên cứu của nhóm 3 nhà khoa học về thực phẩm nông nghiệp của Đại học Teramo, Italy tập trung vào L'Aquila, một tỉnh ở Azzurro, Italy, nơi có số người trường thọ cao hơn hẳn mức trung bình, tỷ lệ người từ 90 đến 99 tuổi và những người trăm tuổi. Khi khảo sát 68 người trong hai nhóm này, các nhà nghiên cứu phát hiện ra hầu hết họ ăn bữa tối sớm, thường vào khoảng 19 giờ hàng ngày. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, ngoài điểm chung là giờ ăn, nhóm này còn tuân theo một chế độ calo chặt chẽ. Họ duy trì lượng calo thấp trong khoảng 17,5 giờ, từ bữa tối hôm trước đến bữa trưa ngày hôm sau. Nhìn chung, những người tham gia trả lời khảo sát tiêu thụ nhiều ngũ cốc, rau, trái cây và các loại đậu. Họ ăn ít thịt, thịt đã qua chế biến và một lượng nhỏ đồ ngọt. Họ cũng duy trì các hoạt động thể chất bằng các hoạt động sinh hoạt đời thường. Các nhà khoa học cũng cho biết thêm, kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc hạn chế calo hàng ngày, giảm ăn về đêm và tối ưu hóa phản ứng trao đổi chất, kết hợp với việc tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đây không phải nghiên cứu duy nhất cho thấy tầm quan trọng của việc ăn đúng giờ. Trước đó, Ali Savitti, chuyên gia dinh dưỡng kiêm giám đốc điều hành của chuyên trang Flow Living New York, Mỹ, cho rằng thói quen ăn tối lúc 19 giờ phù hợp với nhịp sinh học và nhịp điệu sinh hoạt của con người nói chung. Đồng quan điểm này, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Tracy Locobeck-Kerman chia sẻ với tờ HuffPost, từ 18 đến 20 giờ là thời gian ăn tối lý tưởng, bởi nó cho phép người bình thường đủ thời gian để tiêu hóa trước khi lên giường đi ngủ vào khoảng 22 đến 23 giờ đêm. Chuyên gia cũng chỉ ra tác hại của việc ăn tối quá sớm hoặc quá muộn. Ăn tối muộn có thể khiến cân nặng tăng, làm tăng mức cholesterol và insulin, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Ngoài ra, ăn quá muộn, sát giờ đi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây gia tăng tình trạng viêm nhiễm và khiến việc kiểm soát cân nặng khó khăn hơn. Trong khi đó, ăn tối quá sớm khiến bạn dễ đói về đêm, sau đó dẫn đến tình trạng nạp đồ ăn vô tội vạ, dẫn đến tích mỡ bụng, gây ảnh hưởng sức khỏe.